bắt lấy nó. Quân trộm cướp, tránh ra, tránh ra. Bắt súng hai đứa chúng nó về đây cho ta. Lũ to gan, dám định cướp đồ của bà. Chúng mày động nhầm người rồi. Đâu, chúng nó đâu rồi? Cả đám vậy mà để cho hai tên trộm cắp đó chạy thoát mất à? Mau tản ra tìm đi, chắc chúng nó chưa chạy xa được đâu. May mà chạy thoát. Má nó, quả ăn cắp lần này đau tim thật. Mà em đã nói rồi mình không nghe, né né cái mụ già đó ra. Trông tướng tá khiếp lên được, chắc chắn cũng không phải dạng dễ ăn đâu. Thôi, im cái miệng lại đi. Đói móc mồm lên mấy bữa nay rồi, túng quá đành cố làm liều, chứ đứa nào muốn. Không biết lũ kia còn đuổi không. Tốt nhất là cứ ngồi đây, từ giờ đến tối luôn đi cho an toàn. Đến tối cơ à? Còn cái Linh, sợ con nó đi học về nhà lại không có ai. Từ làng này quay về cũng phải chục dặm lận. Giờ còn cái Linh với cái Liết, lo mà giữ hai cái mạng đi. Chục dặm chứ 20 dặm thì sau này cũng phải đổi địa điểm sang làng xa hơn. Cái làng này thôi coi như bỏ rồi đấy, không sơ mối được nữa. Chúng nó biết mặt cả lũ rồi. Dạo này vợ chồng mình đi đến đâu cũng gặp đen đuổi, chẳng thói được cái gì cả. Thôi bỏ mẹ, mưa rồi. Ây da, này bước chân gì ra khỏi nhà mà đen thế nhỉ? Nói bưng lại một chút thì cũng không ai bảo cô bị câm đâu. Im đi, vừa bị chúng nó tán, đau hết cả cái bả vai. Ôi quỷ thần ơi, giật hết cả mình. Mưa đầu mùa, sét to thế không biết. Mưa thế này thì lại hay, có cơ hội chui ra khỏi cái ống cống này mà vậy. Con ơi, sao lại ra nông nổi như thế này chứ? Chị bình tĩnh lại đi, để tôi sơ cứu cho bé, mong rằng còn cơ hội. Ủa, có vụ gì vậy? Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Thi ơi, gắn lên con. Sao mà khổ quá vậy? Con bé vừa bị sét đánh đó, mới tan học xong, mẹ nó chưa kịp đến nơi đón thì xảy ra chuyện. Yêu ơi, vậy á, ăn ở ra sao mà bao nhiêu người mà mỗi mình nó bị? Người ta bảo là trời đánh đấy. Khiếp cái chị này, nói thế tội người ta. Mong cho họ đến kịp bệnh viện, không biết có qua được không. Xưa nay mấy vụ sét đánh như này, hình như tôi chưa nghe thấy ai giữ được mạng cả. Lành ít dữ nhiều, hay không biết thế nào nữa. Úi, có người bị sét đánh kìa mình. Chắc là do quả sét vừa nãy rồi, đánh ông cả tay thế cơ mà. Cây thật, qua chưa kịp ăn được cái gì đã bị túm, nay ê ẩm hết cả người ngợm, bao giờ mới đi làm tiếp được đây. Thôi, mình cứ nghỉ ngơi đi, dư dư mấy bữa nữa rồi tính tiếp vậy. Má nó thiệt tình, nhà đã chả còn cái mốc meo gì đổ vào mồm nữa rồi thì chớ. Giờ này mà còn tính chuyện nghỉ ngơi cái gì? Sắp veo mỏ lên cả lúc với nhau chưa hả? Tôi đang suy nghĩ xem làm gì tiếp theo đây này. Thật tội nghiệp con nhỏ lặng bên, nó cũng bằng tuổi đứa cháu ngoại nhà tôi đấy. Thấy bảo tên Thi thì phải, mẹ nó vậy mà số khổ. Nhà thì có mỗi hai mẹ con, mọi người bảo khóc ngất cả đi từ qua đến giờ. Kể ra cũng sợ thật, bữa trời mưa dữ quá, may con bé con nhà cháu ở lại trường, trú mưa tạnh mới về. Đấy, giờ mọi người cũng phải cảnh giác, có lỡ gặp mưa lớn thì cẩn thận, kẻo lại gặp nạn. Thế hôm nay chôn cất xong xuôi rồi hả mọi người? Gì thì gì, chưa chết do sét đánh thì người nhà nên cẩn thận kẻo. Nè, mấy người đó vừa nói đứa bé bị sét đánh làng bên, có phải là cái đứa hôm qua mình thấy không nhỉ? Tôi nhớ mang máng cho bà ngồi khóc thảm thiết cũng gọi con bé là Thi. Chắc là vậy rồi, chứ chẳng lẽ trùng hợp lại có tận hai đứa trẻ khác nhau bị sét đánh thì hơi vô lý. Hay chúng ta làm quả... Ý mình là... Phi vụ cướp cánh tay người sét đánh để làm bảo bối hành nghề lâu dài, làm gì cũng thuận lợi trót lọt. Mình không nói đùa đấy chứ. Cái này hơi thất đức, em không dám đâu. Cho tôi xin cô, hành cái nghề trộm cắp mãi rồi, giờ còn bày đặt thất đức, giỏi thì đi kiếm cái nghề đàng hoàng mà đẻ ra nhiều tiền đi. Lâu nay tôi chả được bữa mặn nào rồi, đang nhạt mồm nhạt miệng, ngứa chân ngứa tay đây. À thì
trước đây toàn đi trộm vặt vảnh mấy thứ linh tinh, còn lần này mình đã nghĩ kỹ chưa? Đúng là đàn bà chả biết nhìn xa trông rộng gì cả, cứ đi theo hướng nhỏ lẻ thì mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ như bây giờ thôi. Như hôm qua đó, suýt nữa thì bỏ mạng mà còn không sáng mắt ra à? Nghe tôi đi, có được bảo bối kia rồi, chắc chắn trộm đâu thắng đó, phải liệu một quả thật lớn thì mới ăn được nhiều chứ. Thôi được, em nghe mình, to gan chơi lớn một lần xem thế nào. Chứ cũng sắp đến kỳ đóng tiền học cho cái Linh rồi, mà nhà không có lấy một cắc. Sao rồi, đã chuẩn bị kỹ những thứ tôi dặn chưa? Rồi. Ủa, ba mẹ nói gì thế? Ba mẹ tính đi đâu về ạ? Không phải việc của con. Ăn mau đi lát học bài, xong ngủ sớm, mai còn dậy. Sáng nào cũng hò như hò đò, mẹ mệt lắm. Dạ vâng ạ. Mà nè, con có biết vụ đứa bé tầm tuổi con mới bị sét đánh chết hôm kia mà nhà nó ở làng bên không? Ừ, Kỳ Minh. Dạ có ba ạ. Cả trường có ai là không biết cơ chứ. Bạn ấy học cùng khối với con. Con thấy bảo sáng nay chôn bạn ấy rồi, nhưng giờ người nhà vẫn còn đang ở ngoài mộ kia đấy. Cái gì? Họ ở mộ làm cái gì? Chôn xong rồi cơ mà. Con nghe đâu thầy cô bàn tán với nhau là phải canh chừng, không sợ có kẻ ra cướp mất. Cơ mà con chả rõ cướp cái gì mới được hả bà. Con nít con nuôi không nên tò mò. Con ăn nhanh đi. Sao mình vẫn sẽ đi chứ? Thích bàn lùi hay sao mà nói vậy? Đi chứ sao không? Tôi đã quyết rồi, không thể sống mãi thế này được. Nhưng còn người nhà họ thì sao? Ta vẫn sẽ cứ ra đó xem tình hình. Tôi nghĩ lũ người nhà không thể coi cả đêm được, sẽ có một lúc nào đó phải nghỉ ngơi chứ. Ta phải tranh thủ nắm lấy cơ hội này để đổ giận. Nghe như ông trời ủng hộ ta rồi. Sắp mưa kìa. Vậy thì chắc chắn người nhà họ sẽ không trụ được ở đó lâu đâu. Phải rồi, vậy em đi chuẩn bị thêm hai bộ áo mưa nữa. Có vẻ lũ kia là người nhà đang trông canh mộ rồi. Phải rồi, vậy ta phải đợi đến khi nào họ đi à? Nhỡ họ cứ đứng đó mãi thì làm ăn gì? Ai mà biết được. Chịu khó đợi đi, đến khi nào cơ hội đến. Hay em nghĩ cách ra đánh lạc hướng họ, trong khi đó mình ở lại hành động. Cô ốc bả đậu à, chuyện trọng đại mà cứ nóng vội. Họ đâu có phải trẻ con để dễ bị lừa như vậy. Thích sôi hỏng bỏng không hay gì? Nhưng em vẫn sợ lắm mình ạ. Hay chúng ta quay về đi, nhỡ đâu cũng chỉ là lời đồn, chắc gì đã linh nghiệm. Đã thống nhất với nhau ở nhà như vậy rồi, đến đây lại đòi về. Cô phải hiểu là người nhà họ đã phải mất công cắt cử người ra canh mộ, thì chắc chắn lời đồn kia không phải là không có căn cứ. Vậy chúng ta kiên nhẫn chờ cơ hội hành động. Không ổn rồi, nghe có vẻ mưa mỗi lúc một to hơn anh em ạ. Vậy bây giờ tính sao đây, ở lại hay đi về? Chắc phải trở về nhà để trú thôi, chứ khéo mạng xấu là chung cảnh ngộ với bé Thi thì chết. Khiếp gỡ mồm. Vậy thì chúng ta về nhà một lúc, khi nào ngớt mưa lại ra canh tiếp. Phải đó, về nghỉ ngơi tí đi, trông coi cả ngày tôi mệt quá rồi, buồn ngủ riếu cả mắt. Mưa gió như vậy chắc chẳng đứa trộm nào nó đi đâu. Mau lên, phải hành động nhanh, kẻo trời tạnh là chúng lại ra canh mộ đó. Ôi, giật hết cả mình. Mình ơi, con bé, con bé đang nhìn em. Khẽ thôi, không bị phát hiện bây giờ chỉ được cái thần hồn nát thần tính. Còn không nhanh cái tay lôi dụng cụ ra đi, mau. Vâng ạ. Bây giờ phải lấy cái gì? Bàn tay, bàn chân hay bàn áo? Đã nói rồi, được bàn tay là tốt nhất. Cô có quẫn trí hay không cứ hỏi hoài vậy? Thiên linh linh, địa linh linh, mong các ngài phù hộ độ trì cho con làm ăn thuận lợi. Ngài linh thiên, hãy chỉ lối giúp con hướng đi đúng đắn. Xin ngài bớt giận, bọn con cũng chỉ vì miếng ăn mà thôi. Phát đạt rồi, chúng con hứa sẽ không để ngài thiệt thòi đâu ạ. Ý ngài là con nên hành sự ở phía đông rồi. Cảm ơn ngài, con xin nghe theo chỉ dẫn ạ. Hướng đông sao?
Đằng đó thì nên chọn gia chủ may mắn nào được mình ghé thăm hôm nay đây nhỉ? Đúng rồi, sao mình lại quên mất cơ chứ? Khách hàng tiềm năng thế mà mình lại không nghĩ ra. Mình đang nói ai thế? Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Rồi mai cô sẽ biết. Có được lời khuyên của các ngài rồi, tối mai tôi sẽ hành động. Mình đã dậy rồi cơ à? Bình thường toàn dậy trễ mà, qua còn về khuya nữa, sao không ngủ thêm đi? Ừ, không hiểu sao sáng nay dậy sớm mà lại còn cảm thấy người khỏe khoắn, có vẻ vận khí tốt sắp sửa tới mạnh chăng. Mà sao nhiều đồ ngon vậy? Lấy tiền ở đâu ra mà mua vậy? Này chứ, thiên thật đấy, em không quá tin mấy thứ mê tín, nhưng có vẻ không tin không được mình à. Sáng nay đi chợ, có bà khách ở trên tỉnh về, người đeo cườm ngọc nhiều lắm. Em thó được của bà ta cái trâm cài tóc, đem đi bán cũng được kha khá. Ghê bay, nay liều lĩnh gớm vậy, giữa chốn đông người thế mà không sợ bị phát giác à? Khung cảnh lúc đó hỗn loạn lắm, nên em mới nảy ra ý định. Ôi, rơi hết đồ của tôi rồi. Mọi người bình tĩnh dưới chân, kẻo giẫm nát hết đồ của tôi. Trời ơi, mấy cái người này, mau mau giải tán đi. Đứng chắn hết chỗ người ta buôn bán thế này thì ai còn làm ăn được cái gì nữa. Kể ra lúc đó em liều thiệt, cũng suýt bị phát hiện ra. Nhưng may thế nào lại có tiếng thằng cha bán hàng, nên mụ ấy bị mất tập trung, thành ra không nhìn thấy em. Có vẻ bảo bối bắt đầu phát huy tác dụng rồi mình ạ. Tôi đã nói rồi, kinh nghiệm gia truyền các cao nhân đi trước thì sai thế nào được. Đời ta chuẩn bị khởi sắc rồi, có vẻ đây là điềm báo may mắn cho phi vụ đêm nay của tôi. Được lắm, từ giờ cô lo mà chuẩn bị hòm cất sèn dần đi là vừa. Người ta nói chính là lão thế, bạn tâm giao sòng tổ tôm với mình. Xin lỗi người anh em chí cốt nha. Thôi thì san sẻ bớt của cải kết xù cho thằng em này hưởng ích vậy. Đây rồi, thì ra lão cất ở đây. Sao mà mình rờ vào đúng chỗ thế nhỉ? Chà chà, không ngờ lão ta tích được cái hòm lớn như vậy. Ai? Ai? Đêm hôm vào nhà tôi tính ăn trộm hả? Không được rồi, phải ra tay thôi. Ơ kìa, Cường, sao lại là mày? Mày đột nhập vào nhà tao tính trộm đồ hả? Thì sao nào, không được là tôi à? Người anh em suốt ngày chơi tôi mấy vố đậm thế cơ mà. Giàu có thành đại gia rồi, nhưng cấm có để cho ai ăn được miếng nào. Thôi thì san sẻ ít làm phước đi. Tiên sư mày, cái đồ ăn cháo đá bát, mấy lần mày thua không phải tao nỡ hổ mày hay sao hả? Thôi không nói nhiều nữa, khôn hồn thì cho tao đi, không là con dao này ghim sâu vào bụng ông đấy. Đừng có mà mơ, thằng nhãi kia. Đau, đau. Ông trời thật có mắt mà. Sao rồi người anh em, lại đây đi, lại đây mà bắt hộ tôi cái. Chà chà, bình thường thì ăn nói to lớn, sao lúc này trông thảm hại vậy? Cảm ơn người anh em nha. Thằng đệ sẽ hy sinh để gánh hộ anh chút châu báu này cho đỡ chật cái nhà. Đúng lúc lão phát hiện ra mình thì lão ấy lại lên cơn đau tim mới may chứ. Giờ thì mau chuồn thôi, lão ầm ĩ nãy giờ như vậy có vẻ kinh động đến lũ người nhà rồi. Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Đội ơn ngài, hôm nay ngài đã cứu con một bàn thua trông thấy. Ngài cứ ở đây mãi với con nhé, đồng hành cùng con trên con đường làm giàu. Con thích ngôi nhà này chứ Linh? Từ giờ đây sẽ là tổ ấm mới của chúng ta. Ơ kìa, con sao vậy? Sao ba hỏi con không nói hả? Thái độ đó là sao? Ôi dào, chắc con nó đang quen ở nhà cũ, có nhiều bạn bè chơi cùng, giờ phải chuyển sang nhà mới nên bị lạ lẫm đây mà. Rồi con nó sẽ thích nghi nhanh thôi. Một thời gian sau. Hey, dạo này trong người tôi làm sao ấy, cứ mệt mỏi, ê ẩm không rõ nguyên nhân.
mai cô mua cho tôi mấy thang thuốc bổ uống xem có đỡ chút nào không nhé. Dạ vâng, để mai em đi luôn. Ơ kìa Linh, mau ăn đi con, sao ngồi thần ra thế, cơm canh nguội hết cả rồi. Mẹ nói con có nghe gì không? Để tay lên bàn ăn cơm đi, nhanh lên. Đau, đau, bỏ ra. Trời ơi Linh, tay con làm sao thế này? Đứa nào bắt nạt con? Đau, đau. Nhưng ai, ai dám động vào con? Con cứ nói với mẹ, mẹ không tha cho nó đâu. Cô bình tĩnh đi, cái tật ở đâu động tí là sồn sồn lên. Trẻ con mà ăn nói như chợ búa thế nó học theo. Có gì phải hỏi từ từ, không nó sợ. Thôi bữa nay dẹp cơm đi, tôi không ăn đâu. Đã mệt mỏi còn đau hết cả đầu. Lát cô đem đồ ăn vào phòng cho nó. Cậu đau lắm hả? Vậy để tớ cào tay của tớ đi cho cậu nhé. Con bé đang nói chuyện với ai vậy? Vậy để khi nào tớ qua chơi với cậu nhé. Dưới đó cậu cô đơn lắm hả? Linh, con đang làm gì đấy? Sao không bật đèn lên, lại ngồi lẩm bẩm một mình? Con sao vậy? Đau, đau. Linh ơi, con bị gì con nói cho mẹ biết. Đừng như vậy, mẹ sợ lắm. Linh, con bình tĩnh lại đi, mẹ xin con đi. Cái Linh bị gì vậy? Dạo gần đây con bé toàn không chịu ăn cơm, cứ kêu để dành mang cho bạn gì đấy. Nó đang nói bạn nào? Trước giờ bạn bè nó có đứa nào mà mình không biết đâu. Xong còn vết thương ở cánh tay là sao? Nãy vượt qua trường hỏi cô giáo và lũ bạn nó, nhưng tất cả đều nói con bé không xô xát với ai cả. Và mọi người cũng nhận thấy gần đây con bé rất kỳ lạ, lầm lì ít nói hơn trước rất nhiều. Thôi, lát đi mua thuốc cho lão chồng xong thì đưa con bé đi khám xem sao vậy. Không thể chậm trễ nữa, nhỡ đâu con bé có điều gì khúc mắc tuổi mới lớn, ảnh hưởng tâm lý thì bỏ mẹ. Trả cho tôi, trả cho tôi đây. Con đau mẹ ơi, con đau lắm. Chuyện gì vậy Linh ơi? Con ở đâu? Tránh ra, tránh ra. Cứu tôi với. Ui, có người gặp nạn kìa. Bà cái chị này làm sao vậy? Xe thì rõ ở đằng xa, người ta đã hét lên như vậy rồi mà không chịu chạy đi, cứ đứng ngay người ra như trời trồng. Nhà cửa dạo này chán ghê, tiền nhiều để làm cái khỉ gì chứ. Sơn hào hải vị đầy mứa ra mà chả nuốt nổi, xong thì không ai chịu ăn, từ thằng bố cho đến đứa con. Đợt tới mình cố mà ăn vào chút thì mới có sức chứ. Trong cái tạng người chán chưa kìa, sao từ hồi về đây mình lại sọp đi nhiều vậy? Cô ấy, tôi còn chưa hỏi tội cô đâu. Chả nhờ giả được cái gì, kêu đi mua cho tí thuốc về tẩm bổ thì lại tai nạn. Mắt mũi không biết để ở đâu, giờ thì không biết ai chăm ai đây, chán chết đi được. Tôi đêm nào cũng vất vả chui lũi như con chó hết chỗ này đến chỗ kia kiếm tiền về cho cái nhà này, vậy mà có mỗi vụ chăm sóc chồng cũng không nên hồn. Tại lúc đó em mãi nghĩ chuyện cái Linh. Con bé dạo này lạ lắm, em giờ đi lại không được, anh coi chừng con giúp em nhé. Mà lạ lắm mình nhé, chả hiểu sao giữa trời nắng gắt, gió ở đâu thổi vù vù bay hết vào mắt em, xong còn có tiếng đứa nào ấy cất lên hải lắm, nó cứ... Thôi thôi, tôi không có nhu cầu nghe con nghiện trình bày. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tha cho nhau đi. Nay tôi không đi làm đâu, cố ngủ tí, mai lết cái thân này tự đi mua thuốc uống vậy. Chứ thế này thì chết mất. Giờ tôi đi ra ngoài giường làm điếu thuốc tí cho dễ ngủ, không phải đợi đâu, cứ ngủ trước đi. Vâng ạ. Sao trông như cái Linh ấy nhỉ? Đêm hôm rồi nó còn chạy đi đâu vậy? Con bé dạo này lạ lắm, em giờ đi lại không được, anh coi chừng con giúp em nhé. Không được rồi, phải chạy theo gọi con bé về mới được.
Trời có vẻ sắp mưa to. Sao con không đóng cửa sổ vào vậy Linh? Gió lớn quá, khéo trời sắp mưa đó. Nước mưa vào hết nhà bây giờ. Linh, sao con lại nằm dưới gầm giường như thế? Lên đây đi nào. Nói nhỏ thôi, cho bạn con còn ngủ. Bạn kêu lạnh nên con nhường giường cho bạn nằm đấy. Bạn nào? Không có bạn nào hết. Đi ra đây nhanh cho mẹ. Bạn ấy còn kêu đau tay dữ lắm. Ai kêu ba mẹ lấy của bạn ấy làm chi? Ba mẹ ác lắm. Con đang nói hồ đồ cái gì thế? Tại mẹ đấy. Bạn ấy bực mình, bạn ấy chạy về nhà nằm rồi. Nào, chui ra đây với mẹ. Đêm nay sang phòng ba mẹ ngủ. Từ giờ con đừng nằm ở dưới đây nữa nhé. Lạnh lẽo thế này ốm đấy. Sao lão chồng làm cái gì ngoài kia mà chưa chịu vào ngủ nghỉ? Nói là nay nghỉ không đi làm cơ mà. Hay lại ngứa nghệ chuồng đi rồi? Mấy bữa toàn thế, cứ tham công tiếc việc, xong người ngợm trắng ra hồn. Tí nữa mình phải ra coi vào mới được. Ôi mệt quá, chân đầu nhức từ sáng đến giờ. Linh, Linh, con chạy đi đâu vậy? Con đứng lại đi Linh ơi. Con nghe thấy bà nói không? Con mà không đứng lại là bà phạt con đó. Linh, tại sao cô lại tới đây? Về nhà nhanh với ba nào. Nằm xuống, mau. Làm sao này? Sao người nó lạnh như thây ma vậy? Thôi chết, đêm qua mình ngủ quên mất. Lão chồng còn chưa vào nhà ngủ sao? Đi đâu mất rồi? Mình ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mình lại nằm đây cơ chứ? Này mình ơi, em thấy từ hồi chuyển về đây, nói đúng ra là từ hồi nhà mình phất lên, gia đình chúng ta trải qua nhiều điều đen đủi và kỳ lạ quá. Không biết nó có liên quan gì đến cánh tay kia không? Hay mình đem trả nó lại ngôi mộ đi? Dớ dẫn! Đừng có suy đoán linh tinh. Muốn nghèo đói cặp đất nữa hay sao mà trả lại? Em nói nghiêm túc đấy. Thôi thì chấp nhận không ăn dày như bây giờ. Hiện tại chúng ta cũng đã tích góp được ít nhiều của cải từ các bữa trước. Chăm chỉ đi nhỏ lẻ thì cũng không sợ đói đâu. Linh nó không còn là con mình nữa rồi anh ạ. Con bé mỗi ngày một xanh xao gầy gò. Cứ thế này thì con bé chết mất. Rồi thì cả mình, cả em, không biết sẽ còn phải đối mặt với những chuyện kinh khủng gì nữa. Cẩn thận cũng không thể giữ được cái mạng đâu. Thôi được rồi, tôi nghe cô. Kể ra từ bữa đó tới giờ, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Cái cảm giác nằm trên vũng bùn thật đáng sợ và ám ảnh. Có những lúc đất cát ôm lấy tôi như hàng ngàn con đĩa khát máu. Tôi không thở được, thì thoảng lại thiếp đi, cứ ngỡ mình đã chết rồi. Em sợ mình tâm lý nên cũng không dám hỏi. Mình kể lại sự tình chuyện hôm ấy cho em nghe đi. Tại sao đêm đó mình lại nằm ngoài ruộng vậy? Đang ngồi ngoài giường làm điếu thuốc phê phê thế nào mà tôi lại thấy cái bóng ai như cái Linh chạy qua ấy. Sợ con bé chạy đi đâu nên tôi đuổi theo. Xong thì nó dẫn tôi ra cánh đồng, xong kêu tôi nằm xuống. Chả hiểu do sai thuốc hay gì mà cứ như bị thôi miên vậy. Đầu óc tôi quay cuồng, không tỉnh táo, chả nghĩ được cái gì hết. Thế rồi chân tôi cứ bước đi và từ từ nằm xuống đó. Trời đất, mình cũng gặp chuyện kỳ lạ vậy sao? Lần trước em định kể với mình chuyện này mà mình gạt đi. Cái bữa em gặp nạn gãy chân ấy, còn cứ như ma làm. Trước khi bị xe tông, em cũng nghe thấy bên tai tiếng ai đó đáng sợ lắm. Nó nói cái gì mà trả lại đây, trả lại đây. Xong thì tiếng cái Linh ở đâu kêu lên đau, đau. Nên em mới bị phân tâm. Chân cứ cứng nhắc, không thể nào nhấc lên nổi khi con xe lao đến. Thật sự chuyện cứ như đùa ấy. Kể ra khéo chẳng ai tin. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thôi, đêm mai hai chúng ta ra trả lại cái thứ chết tiệt đấy đi. Vâng ạ, mai em cũng đi mời thầy cúng về giải cho cả nhà. Kể từ ngày trả lại bảo bối hành nghề,
việc làm ăn của vợ chồng Cường Trang mỗi ngày một thất bát, đồ đạc trong nhà theo đó cũng dần bị bán đi để thỏa mãn đam mê tổ tôn và các cuộc nhậu nhẹt của Cường. Có phải cá Linh không nhỉ? Ây chà, mắt mũi kèm dẹp quá. Đúng là con bé rồi. Linh, là ba nè. Nhanh vào đây trú mưa đi con. Không! Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hai vợ chồng Cường Trang không còn dám làm ăn bất lương mà bỏ hẳn nghề trộm cướp, sống một cuộc đời lương thiện. Nếu có thể, hãy quên đi. Cháu chào ông ạ. Đạp xe từ từ thôi, kẻo ngã. Vâng ạ. Chào ông, hôm nay mang đồ nghề ra sớm vậy? À vâng, già rồi có ngủ được đâu ạ. Biếu ông nè, bà không có nhà, chắc ông chợ búa không được chu đáo đâu nhỉ. Vâng, có mình tôi ở nhà nên chuyện ăn uống qua quýt lắm, không được chu đáo. Chết, ông phải chú ý chứ, mình giờ mà ốm thì khổ lắm. Trước là khổ mình, sau còn khổ đến các con các cháu. Vâng, cảm ơn bà nhiều. Lại giả vờ là người tử tế cho thiên hạ nó nể đấy. Ông Tào đây hả? Rảnh sang đây làm ván cờ cho vui. Thế không sang uống trà đàm đạo với các ông cho đỡ buồn à? Tôi sao phải sang nhà ông ta chơi? Không bao giờ tôi giao du với ông ta nữa nha. Ông vẫn còn chấp chuyện cũ hả? Phải đây, quên làm sao chuyện ông ta lấn chiếm đất nhà mình. Chính quyền địa phương đã đến xác định rõ ranh giới đất đai và đo lại diện tích đất sử dụng rồi mà. Nhà ông Nhân có sai đâu. Ông rõ thật là. Chẳng qua ông ta có người nhà làm ở xã, muốn nói gì mà không được. Nhưng diện tích đất nhà ta vẫn khớp so với sổ đỏ cơ mà. Sao bà dốt thế nhỉ? Có được chỗ đất ấy, sau này thằng cá nó xây nhà, có phải rộng ra được một chút không? Ông thật là ăn hết nhiều, chứ ở hết bao nhiêu. Huống hồ chỗ đất ấy chẳng phải của nhà mình, không nên tham. Nói chuyện với bà tức anh ách. Đã không biết đằng nào lại còn. Đó mà, xem mày chạy đằng nào. Dạ, ông tha cho cháu. Cháu túng quá nên làm liều ạ. Đây là lần đầu cháu đi ăn trộm mà. Trời, đứa nào ăn trộm mà bị bắt chả nhận mình lần đầu. Mày là thần lân sớm trúc, tao còn la gì nữa. Dạ, xin ông tha cho cháu. Mày muốn tha hả? Dạ, cháu xin ông. Vậy mày phải làm như tao dặn nè. Dạ, thế ông bảo cháu phải làm gì ạ? Vâng, vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ làm ạ. Các anh bắt nhầm người rồi, ông Nhân không phải là người như vậy. Chúng tôi nhận được tin báo, ông Nhân chứa chấp đồ ăn cắp. Thực hư chuyện này thế nào? Chúng tôi cần đưa ông về trụ sở xã để làm việc và xác minh rõ ràng. Mong bà con bình tĩnh. Cứ ra cái vẻ đạo đức thanh cao đi. Giờ thì mất mặt nhé. Chào mọi người. Ông về rồi đấy à? Chúng tôi sốt ruột quá, ra đây ngóng từ sớm. Cảm ơn bà con đã quan tâm, tôi không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Quái lạ, sao ông ta lại được thả về sớm nhỉ?
Tội trộm cắp đồ quý cũng phải đi tù chứ. Thưa bà con, chúng cháu đã điều tra ra kẻ ăn trộm và vứt vào nhà ông Nhân với dụng ý xấu. Tên trộm còn khai ra cả người chủ mưu. À kìa, anh công an, tôi đã nói là không muốn biết người đó là ai rồi mà. Chắc chỉ là hiểu lầm. Thôi, mà tôi đã về rồi, không sao đâu. Sao lại thế được? Phải làm rõ ra chứ ạ. À? Đúng vậy, ai lại độc ác, lại đi vu vạ cho người khác như thế? Thật là chẳng ra cái giống người nữa. Bà con tin biết cũng để làm gì chứ. Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi mọi người ạ. À. Tặng gai cho người, tay ta có khi chảy máu. Tặng hoa hồng cho người, tay lưu mãi hương thơm. Đúng là tâm Phật, lòng rộng mênh mông. Vâng, ông nói chí phải. Tặng hoa cho người, tay lưu mãi hương thơm. Trái tim của quỷ. Quái nhỉ, từ sáng đến giờ chẳng thấy người nào đi qua nhà mình. À, có người tới. Này, đấy là nhà của quỷ đỏ đấy. Hắn ta rất dữ tợn, hãy cẩn thận. Nè gầy, quỷ đỏ mời chúng ta vào nhà chơi nè. Đừng có tin, hắn lừa đấy. Có mà cậu vào đó làm món điểm tâm cho quỷ đỏ thì có. Không, không, tôi chân thành mà. Mời hai người vào nhà chơi. Nè, các người hãy ở lại đây. Mình thật là cô đơn. Tại sao chẳng có ai quan tâm đến mình vậy? Tại sao mọi người cứ sợ hãi và xa lánh mình thế? Chào bạn của tôi, bạn khỏe chứ? Ồ, quỷ xanh đó hả? Sao cậu biết tớ đang buồn mà đến đây? Sao nào? Trông bạn của tôi có vẻ buồn thế. Hãy kể cho tôi nghe đi nào anh bạn. Cậu dùng trà. Ây chà, trà thơm quá. Lúc nào cậu cũng có trà với điểm tâm thế này hả? Ừ, tớ làm nó để đón tiếp con người đó. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai để ý đến tớ. Tớ càng muốn làm bạn với họ thì họ càng xa lánh và sợ hãi tớ hơn. Tớ buồn quá, cô đơn quá. Chỉ vì ngoại hình của chúng ta đó. Nhưng tôi tin rồi sẽ có ngày họ nhận ra tấm chân tình và bản chất lương thiện của cậu thôi. Nhưng làm thế nào để họ nhận ra chứ? Nè, tớ có ý này. Đấy đâu phải là biện pháp hay. Như vậy thì thật tai hại cho cậu. Có gì đâu. Muốn làm được việc tốt đẹp, làm sao không phải trả giá ít nhiều. Làm một chút việc tốt cho người khác thì hy sinh một chút có sao đâu. Ta phá, ta phá hết. Đứa nào phá phách thế này? Mày ở đâu? Ra ngay. Chính là ta đây, đồ quỷ đỏ ngốc nghếch. Anh nện nữa đi. Ai cho mày đến quấy phá dân làng? Tội mày thật đáng chết. Được rồi chứ, thôi anh chạy đi. Được, thế thì tôi chạy đây. À! Đứng lại đã nào. Con quỷ đỏ đúng là lương thiện. Quỷ đỏ cũng tốt đó chứ. Chúng ta cùng nhau đến nhà quỷ đỏ cảm ơn đi. Ừ, đi thôi. Quỷ đỏ ơi, cho tôi thêm chút nước chè nào. Có ngay, còn rất nhiều nhé. Mọi người hãy ăn uống thỏa sức. Quỷ đỏ đúng là anh hùng quá. May mà hôm đó có anh chàng quỷ đỏ của chúng ta, chứ không thì tên quỷ xanh kia đã phá nát cả bản làng rồi. Bạn quỷ đỏ, hy vọng bạn mãi mãi có quan hệ thân thiết, trung thực với mọi người, vui vẻ sống tiếp tục. Trong thời gian này, tôi không thể đến chỗ của bạn được. Nếu không mọi người sẽ nghi ngờ bạn. Tôi quyết định đi du lịch một chuyến. Có lẽ thời gian rất dài, nhưng tôi không bao giờ quên bạn đâu. Mọi người ơi, chúng ta hiểu lầm quỷ xanh rồi. Quỷ xanh và quỷ đỏ đều lương thiện cả. Mọi người ơi, nào anh bạn, hãy
ra nhảy múa cùng mọi người thôi. Tôi có biết nhảy nhót gì đâu. Nhanh nào, đến giờ nhảy múa rồi. Canh rau đắng. Mẹ, có thật là con phải ở nơi hỉ ho cò gáy này không? Toàn đồng với ruộng. Ngoan nào, lâu lắm rồi con cũng chưa về quê. Thử cảm giác sống ở nơi này trong lành như thế nào con nhé. Mẹ tin rằng con sẽ thích ở đây. Mẹ, mẹ ơi. Hai mẹ con về từ bao giờ đấy? Sao không nói để bà chuẩn bị cơm nước cho? Mẹ, hai vợ chồng con phải đi công tác vài tháng. Bé An đang nghỉ hè, ở trên thành phố một mình không có ai trông cả. Con gửi cháu ở đây mẹ nhé. Con cứ để cháu ở đây, chỉ sợ thằng bé không quen. Nó hơi bướng bỉnh một chút, nhờ cả vào mẹ ạ. Con phải nghe lời bà ngoại đấy, nghe chưa? An, lại đây ăn cơm đi con. Trời ơi, đắng quá. Rau này là rau gì mà đắng thế hả bà? Canh đào đắng đó con, chắc con chưa quen ăn đó. Ở đây vườn nhà ai cũng có ít rau đắng con à. Có ít cá rô đồng kho đây, con ăn đi cho đỡ đắng. Hay là bà ráng ít trứng gà cho con ăn nhé. Thôi con không cần đâu, con ăn cơm không vậy. Ở đây hẳn mấy tháng liền thật sao? Chán chết, trời thì tối mù chẳng có đèn đường. 9 giờ đã lục tục kéo nhau đi ngủ, chẳng có quán xá, chẳng có điện tử. Ôi chán ơi là chán. Đói quá mà chẳng thích về nhà gì cả. Hay là bây giờ mình trốn về thành phố, nhưng mình chẳng có tiền. Mưa gió thế, bà còn lập cập ra ngoài đồng làm gì? Lỡ có làm sao thì trước là khổ mình, sau khổ con khổ cái. Thằng An nó không có quen ăn rau đắng. Cả tuần nay nó ở với tôi mà chẳng ăn uống được gì mấy. Tôi định ra đồng mò ít tôm tép về nấu món canh khác cho nó. Ai ngờ gặp cơn mưa, đường trơn trượt quá nên mới thế này. May mà không sao, trật khớp nhẹ thôi. Trời ạ, con với cháu tệ quá, bây giờ vẫn chưa thèm về. Thôi thì nước mắt chảy xuôi vậy. Trời ơi, hóa ra tại mình mà bà bị ngã. An đó hả con? Sao con về muộn thế? Bà sốt ruột quá. Bà ơi, con xin lỗi bà. Bà chỉ lo con không biết bơi, xung quanh toàn ao hồ. Không biết con có bị trượt ngã không? Con mà có mệnh hệ gì thì bà sống sao nổi? Bà, con thích ăn canh rau đắng. Con không cần canh tôm, canh tép gì hết. Bà đừng đi đâu cả. Bà cũng đừng ốm nghe bà. Bà ơi, con thấy ở đây vườn nhà ai cũng trồng rau này. Đây là loài rau dại có sức sống mãnh liệt, giống như rau dền cơm, rau càng cua, rau tập tàn ở vùng đất nghèo. Không phải bỏ công trồng trọt chăm sóc, nó tự mọc con ạ. Những khi nhớ bữa, chỉ cần một nắm rau dại là thành bát canh mát lành. Đối với người ở đây, chúng còn giống như những vị thuốc quý dân dã nữa. Canh rau đắng là một món ăn thanh nhiệt, rất mát và bổ. Tôi lúc mới ăn thấy hơi đắng, nhưng nuốt xuống sẽ thấy có vị ngọt ngọt ở cổ họng. Hôm nay bà nấu canh cà rô với rau đắng cho con ăn thử nha. Nhất là mùa mưa thế này, ăn canh rau đắng với cà rô kho cháy cạnh nữa thì sẽ rất ngon. Ngon quá bà ơi, hôm nay con sẽ ăn hẳn 3 bát cơm. Bà ăn cá đi, con thích ăn rau hơn. Cây thường xuân xanh biếc. Thích quá, cuối tuần rồi.
được nghỉ xả láng 2 ngày liền. Này, chị Lan khùng hình như đang ở nhà một mình đấy. Cổng khóa, chắc vợ chồng bác An đi vắng rồi. Còn chờ gì nữa mà không hầu chị ấy đi. Tụi mình hay trêu chị ấy thế. Lỡ chị ấy mách bác An thì sao? Lo gì, chị ấy không biết cái gì đâu. Chỉ có hết khóc lại cười, rồi ôm khư khư cái chậu thường xuân ấy mà. Nào, núp xuống đây. Lan lãng làng lan. Không khổng không không. Không khổng không không. Leo leo leo. Đấy, thấy chưa, buồn cười quá. Đúng là mắc cười thiệt. Dạ, dạ, cháu chào hai bác. Tụi con nít này sao hư quá. Con đừng sợ, ba mẹ về rồi nè. Tội nghiệp con tôi. Tôi tính nên cho cái Lan về quê gửi họ hàng một thời gian xem sao. Chứ để con ở đây cả ngày, vợ chồng mình đi làm, tôi không có yên tâm được. À không, không đâu con. Con không phải đi đâu hết. Con đừng khóc nữa. Sút đi tí, sút. Mạnh chân lên nào. Thôi xong. Mạnh quá rồi đấy tí ơi. Mất tiêu trái banh rồi. Mất thế nào được, để tớ trèo vào lấy là được chứ gì. Không sợ chị Lan khùng trong đó hả? Sợ gì mà sợ. Chị ấy có biết gì đâu. Có mà phải sợ tụi mình ấy. Lần nào tụi mình trêu mà chả chạy trốn vội còn gì. Ở trong này mát lắm. Hay là các cậu trèo vào đi. Chúng mình đá ở đây. Không có cây cối gì cả. Rộng thênh thang luôn. Nhưng sợ vợ chồng bác An về chứ gì. Hai bác ấy đi đến mãi trưa muộn cơ. Còn chán. Chị Lan khùng thì ở tiệc trong nhà rồi, không dám ra đâu. Vào đi. Đúng là rộng thiệt. Chạy chạy mau đi. Chị ấy phát điên đây. Thôi xong, phen này không thoát được rồi. Chuyện gì thế này hả tí? Cháu làm gì thế hả? Dạ, dạ, cháu đá banh không may trúng bể chậu thường xuân. Nên chị Lan, chị ấy... Lan à, mẹ đây rồi, đừng khóc nữa con. Nín đi con, mẹ sẽ trồng lại cây cho con mà, nín đi. Cháu xin lỗi ạ, cháu không ngờ chị Lan lại phản ứng dữ như thế. Đây không phải là lần đầu bác thấy cháu và mấy bạn của cháu đã nhiều lần hù trêu chị Lan rồi. Dạ cháu, bọn cháu chỉ... Chị Lan bị bệnh, đó là điều không may của chị. Bác biết trẻ con các cháu rất nghịch ngợm, nhưng mang điều đó ra trêu đùa thì không nên chút nào đâu. Hôm nay lại còn làm bể cả chậu thường xuân. Dạ, bác nghe thấy hết rồi ạ. Cháu xin lỗi ạ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một chậu thường xuân. Hay là cháu sẽ đập lợn tiết kiệm để mua một chậu khác đền cho chị Lan ạ? Cháu có biết cây thường xuân đó rất quan trọng với gia đình bác không? Dù cháu có mang đến một cây to hơn cũng chẳng thay thế được. Dạ, cây thường xuân ấy có gì đặc biệt ạ? Cháu à, Lan nhà bác bị bệnh từ bé. Một lần sốt cao lên cơn co giật mà không hạ sốt kịp nên tinh thần không còn ổn định trở lại được. Hai bác bận đi suốt cả tuổi thơ, chị chỉ ở nhà với bà ngoại. Tình cảm với bà rất sâu sắc. Cháu biết không, ngày trước cây thường xuân nhà bác lên tốt lắm, phủ xanh khắp ngõ. Lá, dây và rễ của cây đều có tác dụng chữa ho, hạ sốt rất tốt. Mẹ của bác, tức là bà ngoại của chị Lan, thường phơi khô rễ và lá cây sắc cho chị Lan uống mỗi lần bị bệnh để giảm sốt, chống co giật. Chị Lan thường cùng ngoại chăm sóc cho cây. Thậm chí con bé còn nghĩ nếu không có cây thường xuân mình sẽ chết. Giờ cháu mới biết là cây thường xuân lại có nhiều tác dụng như vậy. Đúng thế, chị Lan lại ho và sốt luôn. Dùng thuốc nhiều quá rất hại, nên bà ngoại thường xuyên rắc nước từ cây thường xuân cho chị cháu à. Dùng nhiều đến lủi cả cây đi. Về sau bà ngoại ốm, không có ai chăm sóc cho cây. Bác chỉ còn ươm lại được một chậu cây nhỏ treo trước cửa. Khi bà ngoại mất, chị Lan đã rơi vào hoảng loạn thực sự, không chịu ăn uống gì, cơ thể suy sụp, hai bác không biết an ủi ra sao. Đành nói dối chị rằng, chậu cây thường xuân trước cửa là bà ngoại đã biến thành. Từ đó, chị Lan tin cây thường xuân ấy chính là bà.
Giờ thì cháu đã hiểu tại sao chị hoảng loạn như vậy khi cháu làm bể chậu Thường Xuân chưa? Cháu tệ quá. Chị Lan thật tội nghiệp và đáng thương như vậy. Mà cháu đã... Được rồi, không sao. Từ nay cháu hứa với bác, cháu sẽ không như vậy nữa đâu ạ. Mình thật đáng trách khi nói rằng chị không biết gì hết, trong khi trái tim của chị vẫn luôn yêu thương. Tình yêu chị ấy dành cho bà lớn biết nhường nào. Phải cùng các bạn xin lỗi chị và cùng chị chăm sóc cây Thường Xuân lên tươi tốt, như khi xưa bà ngoại chị ấy vẫn còn sống. Chị Lan, có phải chị nói rằng chị yêu bà lắm đúng không? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!